Nói chung những cái không cho ăn. Ừ. Thương mình, thương bạn thôi, mình hy sinh ra mình kể chuyện cười nha. Ăn keo. Có ông chồng, hai vợ chồng già. Thì ông chồng ổng đi mua, ổng đi mua đôi giày bố. Ổng mới về. Thì ổng bước vô nhà, thì ổng cầm đôi, ổng mang đôi giày bố. Ổng ẹo tới, ổng ẹo luôn. Ổng hỏi chứ bà thấy gì không bà? Cái bà nói chứ thấy gì? Cái ổng thấy vậy, ổng tức quá, ổng vô nhà. Ổng khởi hết đồ ổng ra. Cái ổng để mang giày bố thôi. Cái ổng mới nói chứ, ổng bước ra. Rồi, bà thấy gì mới chưa? Cái bà nói, thấy gì có gì đâu mới. Ổng nhìn xuống đó, bà nhìn xuống đi. Mà nhìn dưới kìa. Cái bà nói, sợ, có đây giày bố nó làm gì? Lần sau làm ơn một phước đi. Muốn tôi ngó hả? Mua cái nón đi, cho nó ngỏng lên để tôi nhìn.